Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin về an ninh trật tự giao thông đáng chú ý. Trong ngày 27 tháng 4, thì Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh thuộc BC08 đã có báo cáo ban đầu về vụ việc cảnh sát giao thông vật ngã người vi phạm ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 26 tháng 4, khi đang nhắc nhở phương tiện đi đúng hướng trên đại lộ Võ Văn Kiệt, không rẽ trái vào đường Ký Con, Đại úy Trần Xuân Chính, đội cảnh sát giao thông Bến Thành phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 67FH5533 cố tình không tuân thủ. Khi chặn được xe người vi phạm tại giao lộ Võ Văn Kiệt, Ký Con, Đại úy Chính đã thông báo lỗi vi phạm và người này vẫn không chấp hành, cố tình tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Trước tình huống này, Đại úy Chính phải quật ngã nam thanh niên trên xuống đường.